Hai Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì mùa này thì lan nó cũng nở nhiều đó mọi người. Thì nhà mình đa số là trồng các loại lan rừng thôi. Giờ thì mình sẽ đi quay cái giò lan này nha. Cái giò lan này là đuôi cáo. Đuôi chồn gì đó nha. Thì mình chỉ biết tới đó đó. Mình nói mình cũng không có gì thì mọi người cứ comment cho mình dưới nha. Thì cái này là mình theo mình nghĩ thì đó là đuôi chồn đó mọi người. Đây. Lúc trước thì mình có trồng ở trên cái khúc cây này nè. Đó mọi người nhìn rễ nó bám chi chít nè, rất là đẹp. Nhưng mà khi mình nó lên thì nó hình như nó bị khô á mọi người. Mình cảm thấy như là nó thiếu một cái gì đó. Nó thiếu một số chất gì đó nè. Với lại nhìn những cái nhìn giò này nè, nhà mình là nó hơi bị rời. Đây mọi người, nó hơi bị rời nè. Chơi hoa đợt này xong là mình sẽ xử lý cái rời này. Lúc trước mình trồng khúc cây thì mình cũng có cho vào cái túi phân nhỏ này nè. Đây. Thì nhưng mà nó cũng không đủ chất mấy. Cho nên là nhà mình cũng có mua một cái chậu nhựa này mọi người, chậu đây ạ. Cái chậu này mình mới thay vào. Mình thay vào chậu này thì mình thêm cái giá thể nó là vỏ thông này mọi người. Đây. Vỏ thông này là không phải là cái vỏ thông mà mình bứt vào là mình bỏ được nha mọi người. Thì qua một cái quá trình xử lý phải ngâm vôi rồi mình phơi khô rồi mình mới trồng được, mới bỏ vào trong cái chậu được. Chứ nếu mà mình để như vậy luôn á là mình không xử lý á, mình là nó sẽ bị nhiều lúc nó bị bệnh cho cây lan. Còn không thì mình có thể tới tiệm để mình mua. Một ký thì nó bán bao nhiêu đó. Đây mọi người nhìn những cái cây này nó bị bệnh, nó bị giống như rầy á, rầy đen. Cái này thì có hai nhánh thôi nhưng mà nó bị bệnh hết. Thì năm nay mỗi cây nó cho mỗi cái vòi hoa này mọi người. Đây ạ. Đẹp chưa mọi người ơi? Rất là đẹp. Đây ạ. Và cái cây hoa lan này thì nó cũng cho cái vòi hoa. Cái vòi hoa nó thì dài. Cái vòi nó ra rất là dài. Cũng được cỡ 25. Có vòi thì ra 30cm hoặc là 40. Cái vòi này 25 này. Đó. Cái vòi này là cỡ 40. Hoa của nó là có màu tím. Đây mọi người, màu tím và màu trắng, chấm 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 màu tím. Còn nó màu trắng. Cái hoa của nó nhỏ thôi. Cái họng, cái lưỡi đó nè mọi người. Đẹp. Mình cũng cảm thấy đẹp, cũng thích. Mình ngửi thử. À thơm. Thơm dịu. Mình rất là thích. Mình mê đó mọi người. Mình mỗi cái loại lan nó có những cái đặc điểm và cái mùi hương nó khác nhau. Có loại thì nó thơm, có loại thì nó không có thơm. Cái này thì ra hoa khoảng cỡ 10. Đó, cái vòi thì dài nhưng mà hoa thì cỡ 15cm. Đây ạ. Còn vòi này thì cỡ 12cm thôi. Nó ngắn hơn. Nhưng mà cái vòi thì nó ra từ ở trong cái nách lá này mọi người. Mình thấy cái vòi ra trong nách lá đây. Chắc là sang năm là nhà mình sẽ nở hoa nhiều lắm á mọi người. Mình sẽ cố gắng chăm sóc để nó nở nhiều hơn. Đợt vừa rồi thì mình có bỏ vào cái chậu. Cái chậu này cho nên là những cái rễ nó cũng bị va chạm á. Đụng vào chậu cho nên nó cũng có bị gãy. Đó, rễ nó rất là đẹp. Rễ nó với rễ giáng hương rồi là mình thấy nó cũng đẹp. Đuôi chồn. Đuôi sóc vậy đó. Đuôi cáo, đuôi chồn, đuôi sóc, đuôi cáo, chồn đuôi cáo.
Đây, nhìn cái rễ của nó mọi người, nó ra này, nó len lỏi này, nó bám này, len lỏi này. Đó. Nó bám vào ở trong cái khúc cây đó. Đó, mình nhìn nó đẹp ha mọi người. Đây mình ở trên rừng thì nó bám vào cái khúc cây á, chằng chịt luôn. Thì lâu năm thì đương nhiên là nó sẽ rất là đẹp. Cái này thì mình trồng cũng được năm thứ ba rồi đó mọi người. Mà hồi nói chung là mình không có điều kiện mình chơi, cho nên là khi mà mình trồng á thì mình trồng cái cây nó nhỏ xíu vậy thôi. Mình mua về rồi mình cứ mình ghép vào cái cây, rồi mình tưới nước, thỉnh thoảng mình tưới cho nó thôi. Có một lần thì mình cũng cho nó tưới phân này. Đây ạ. Nhỏ xíu đi. Những cái rễ ra rất là đẹp đó mọi người. Mùa này mình ra vườn thì cái mùi của cái đuôi cám này là rất là thơm. Thơm lắm mọi người ơi, thơm. Thơm nhiều loại lan á, nó hòa quyện vào nhau, nó bay trong gió, trong cái vườn mình á, có gió nữa. Nghe cái mùi nó thích lắm. Đây là mình quay buổi trưa nắng thì có cái ánh nắng nó chói vô nè mọi người. Mọi người nhìn đẹp không? Cái chậu này là mình mua chậu nhựa. Chậu nhựa giả làm giả gỗ đó mọi người. Đây ạ. Cái này thì chậu nhựa đây rẻ thôi. Cỡ mười mấy ngàn một cái. Mình sẽ quay qua cái hướng bên này. Đây. Đó. Mọi người nhìn rễ này. Rễ nó bám nhiều chưa? Đây. Đẹp. Rất là đẹp, rất là thích. Cái khúc cây này nó cũng mục rồi này. Chắc cỡ một năm nữa là nó mục xuống hết luôn. Cái này mà trồng là sau này nó ra rễ nó ở dưới này nè mọi người. Ra thòng hết luôn. To, giống như những cái chậu giáng hương á mọi người. Giáng hương tam bảo sắc nhà mình trồng nó rễ nó nhiều lắm. Đây những cái chậu phụ nữ nhìn xanh này nó cũng có những cái thì nó nở chưa hết nè. Nên là giờ nó mới nở cho nên là lâu tàn. Còn cái bò đây nó tàn hết rồi. Đây, đây ạ. Cái này là hồi một chậu to mọi người, mình cũng có tách ra. Đó, mình để cạnh của cái chậu lan này cho nên mình cũng giới thiệu mọi người cùng xem là nó cái chậu phụ nữ nhìn xanh nó chưa có tàn. Đây và mình rất là thích cái đuôi cáo này nè. Nếu mọi người có ý kiến gì về cái loại lan gì khác thì mọi người cứ comment cho mình nha. Còn nhà mình trồng thì mình nghĩ cái đây là được cái đuôi cáo nha mọi người. Và bây giờ thì mình xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những clip sau nha.